các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Săn Bắt Mình Tôi TV nha. Đến với Săn Bắt Mình Tôi TV, các bạn sẽ được xem những video giải trí mang tính hiện thực nhất của cuộc sống hàng ngày các bạn ạ. Kênh của mình chủ yếu là đi rừng săn bắt thái rượu mà các bạn. Mùa nào mình bẫy, mùa nào thì mình bẫy chim, bẫy gà. Mùa nào thì mình bẫy thứ đó các bạn. Hôm nay các bạn cùng theo chân mình đi bẫy con cuốc nha các bạn nhá. Mùa này đang mùa cuốc, mùa gà, mấy lần đi bẫy gà thì toàn móm rồi các bạn, không được. Hôm nay mình quyết định là đi bẫy cuốc thử xem có được may mắn không các bạn nhá. Đồ nghề của mình gồm có một con cuốc giả này, mồi giả các bạn. Đó. Có một cái thòng bẫy này. Có một cái loa điều khiển từ xa đây các bạn nhá. Cái loa này có pha con cuốc các bạn. Đây ở cái khe này này, chỗ này mình có, và đằng sau mình này, cái có ruộng thụt này, có ruộng lúa người ta bỏ hoang các bạn. Thế là có con cuốc nó sống ở đây. Tối nào cũng thấy nó kêu. Hôm nay mình sẽ quyết định đi bẫy xem nó được may mắn không các bạn nhá. Các bạn cùng theo chân mình đi bẫy nhá. Để xem có được may mắn không. Các bạn xem video giải trí, thấy hay nhớ like, đăng ký kênh hộ mình nhá. Rồi, mình cũng đi bẫy cuốc đây các bạn.